Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về sự đa năng của cái hộp cơm cắm điện này nè, mà mình rất là thích. Thì bữa hôm mình đã quay cái clip mà mình mua cái này rồi và yến rồi. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ chưng yến ở trong cái hộp hộp cơm này. Tại vì mình bắt cái nồi, mình đi rửa nồi rồi nó lớn hơn, cái nồi nó lớn hơn thì phải rửa rồi phải lau bếp, nó mất công á. Mình thử ha. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp yến này ra. Cái hộp yến này là bữa hôm mình đã quay cái clip mình giới thiệu cho các bạn, mình mua ở Costco 47 đồng 88. Gồm có hai miếng thì mình đã chưng, mình ăn một miếng rồi. Bây giờ mình sẽ chưng cái miếng thứ hai bằng cái hộp cơm cắm điện. Mình cần một cái chén. Một cái chén đó mình chưng thì cái lượng nước lỏng hay đặc gì á thì tùy các bạn. Bữa trước á thì mình ngâm ở trong nước trước. Nhưng mà bây giờ mình thử mình chưng luôn, mình khỏi mất thời gian á, mình thử. Nếu mà chưa được thì mình chưng tiếp thôi, không thành vấn đề. Chủ yếu ở đây là mình muốn mọi sự là tiết kiệm thời gian á. Mình cần ở đây là đường phèn, tùy theo khẩu vị luôn. Mình muốn ăn lạt lạt thôi, không có muốn nhiều. Tiếp theo là mình dùng cái đế của nồi cơm cắm điện. Bây giờ thời gian mình muốn chưng là nửa tiếng, cho nên mình sẽ dùng 4 cấp. Cái nồi cơm này, cái hộp cơm điện này nó sẽ tự động tắt khi mà nước nó cạn. Nếu mà mình để 2 cấp á, thì trong vòng khoảng 15 phút là bếp nó tắt. Mình muốn chưng lâu một tí để cho yến nó mềm á. Mình đổ 4 cấp. Cái cấp này như mình đã nói rồi là nó có sẵn ở trong cái hộp cơm khi mà mình mua. Cái cấp này là khoảng 30 ml. Rồi sau khi mình đổ nước rồi, mình để cái chén vô. Mình đậy nắp lại. Khi mà mình lít hai bên á, mình nghe cái tiếng lít rồi á, thì cái nắp nó đã kín rồi. Mình bắt đầu cắm điện. Mình coi mấy clip của mấy bạn YouTube khác chia sẻ thì sau khi cắm điện họ bật cái công tắc. Nhưng mà ở đây sao mình thấy là cái công tắc của mình là khi mình cắm điện là có sẵn luôn. Thì giờ mình cứ việc để vậy thôi. Rồi khi nào bếp tự động tắt cái đèn thì mình mở ra mình coi kết quả như thế nào ha. Cái đèn bây giờ đang đỏ nè, tức là cái hộp cơm nó đang nóng dần lên. Ngon quá. Rồi bây giờ tiếp theo mình định đi làm sushi, mình nấu xôi mình làm sushi. Mình tính bắt cái bếp lên rồi nhưng mình nghĩ xong mình không hấp trên cái này luôn. Hay mình được một món. Hai là mình bắt đầu mình đi hấp xôi. Thì trong cái xôi này mình nêm một tí muối. Nêm một tí muối rồi mình đổ nước giống như là mình nấu xôi bình thường, đổ xăm xắp thôi. Đổ xăm xắp vậy thôi, mình lấy chiếc đũa mình quậy cái muối lên. Rồi đối với những món mà mình nấu chứ không phải là mình hâm thì mình cần cái thời gian theo cái số lượng nước nè. Mình cũng lại đổ 4 cấp nước để mình nấu nửa tiếng. Mình hâm thì mình chỉ cần 2 cấp hoặc 1 cấp thôi để nó đủ nóng, còn nấu thì mình dùng lâu hơn tí, 4 cấp. Mình để này vào. Lần đầu tiên mình nấu xôi, mình nấu cơm thì đã nấu rồi mà thử nấu xôi coi sao. Đậy nắp lại. Bảo đảm là hai cái chốt này nó được vít vô để kín hơi á. Bếp tự động nấu.
Món thứ hai đó là xôi để làm sushi. Xôi chín rồi, ngon ghê chưa? Mềm, dẻo. Giờ mình đi cuốn sushi bằng dưa leo với trái bơ, không có thịt thà tôm gì hết trơn á, với lại trà bông chay. Bây giờ đang ngán thịt, mình đã kiếm gì ăn cho đỡ ngán. Riêng có cái này thì nó không chay nhưng mà nó vừa trang trí đẹp mà nó cũng có mùi vị hơi mặn mặn một tí. Thì cá ngừ với trứng mình sẽ trang trí lên, rồi mình rải ở trong cho nó đậm đà tí.